À, vâng, cùng mai chiếc chè bông xin chào cả nhà. À, thì cả nhà ơi, mấy hôm trước em có phối hợp với cái cửa hàng vật tư nông nghiệp của anh Ngọc để giới thiệu và cái cách hướng dẫn là cái sử dụng các cái loại thuốc mà sử dụng dành cho những cây mai bị si, cây mai bị vàng lá mà không có ra đọt á cả nhà. À, thì mấy hôm nay thì cũng có khách đã nhận cái bộ ba này rồi, tuy nhiên là chưa rành lắm về cái cách sử dụng cả nhà, cho nên là hôm nay em sẽ làm một cái video để nói kỹ hơn về cái cách sử dụng và sử dụng như thế nào, thành phần pha như thế nào và tưới bao nhiêu ngày một lần ha cả nhà. Thì đây chính là cái hũ rót trong cái bộ ba của bên em giới thiệu ha. Cái này là gọi là rót của USA, có nghĩa là của Mỹ nha cả nhà. Thì cả nhà biết rồi, nếu mà một cái cây mai chúng ta nó muốn nó đâm chồi để nhánh mạnh á thì chắc chắn rằng cái bộ rễ của nó phải mạnh. Thì rễ mạnh thì ở phần ở trên nó mới ra được nhiều đọt, nhiều lá ha cả nhà. Đây là cái hũ trong bộ ba, chính là bộ hũ là rót USA đây. Cái hũ này là nó có một cái công dụng, đó là ra rễ cực mạnh, tạo ra nhiều rễ cám. Thì cả nhà nhìn một cái cây mai ha, nếu mà cái phần rễ ở dưới đây nó tốt thì cái phần ở trên đây nó sẽ đâm chồi đẻ nhánh, và đặc biệt trong mùa Tết nó sẽ cho ra những cái hoa thật là chất lượng đúng không ạ? Thì cái thành phần này nó rất là nhiều cả nhà. Nó có cái thành phần rong biển nè, rồi có các cái chất hữu cơ đồ trong đây nữa. Thì cái công dụng nó sẽ giúp cho cây hấp thu dinh dưỡng tốt. Thì cái bộ rễ tốt rồi sau khi đó chúng ta sẽ có những cái loại phân vi lượng nè, rồi những cái loại xịt thuốc, những cái loại mà đâm chồi đẻ nhánh này kia. Thì cái cây nó sẽ hút được cái chất dinh dưỡng rất là mạnh. Thì cái đó là cái phần, là cái thành phần trong cái hũ rót USA của em nha. Cái này là siêu kích rễ nha, siêu vọt đọt luôn nha cả nhà. Đó, thì cái bộ ba này là thứ nhất. Cái thứ hai là một cái bộ, đó là một thêm một cái bịch, đó là cái khối lượng tịnh, đó là 1 kg. Thì cái này đó là một cái phân bón, chúng ta gọi là phân bón vi lượng nha. Vi lượng, cái này là nó giúp cho cây siêu hấp thụ, biến vàng thành xanh. Như thế nào biến vàng thành xanh? Tức nghĩa là cái cây nó đen vàng, mình nuôi hoài nó không chịu xanh lá và nó cũng không chịu đâm chồi để nhánh. Thì bên tụi em nó sẽ sử dụng cái bộ ba này xài chung nha cả nhà. Một chút xíu em sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách sử dụng trộn như thế nào và bao nhiêu ngày chúng ta tưới một lần nha. Thì đây là cái cây, cái phần thành phần là phân bón vi lượng nha. Đó, mọi người nhìn thấy cái cây mai, cái bộ rễ rất là tốt. Đây, phần trên đây thì nó nở rất là đẹp luôn nha. Đó. Cái này nó có ra rễ cực mạnh, đâm chồi, nảy tược, mập đọt ha. Đặc biệt là biến vàng thành xanh. Rồi những ai mà có cái tình hình cái cây mai chúng ta nó không được xanh tươi và nó cũng ra rễ cũng không được mạnh thì chúng ta dùng cái bộ ba này thì rất là ok ha. Thì đây chính là cái chia sẻ kinh nghiệm tại vườn mai của chiếc chè bông. Thì bên chúng em cũng xài các cái loại phân như thế này nha cả nhà. Các cái mai ghép thì chúng em ít có xài cái loại phân hóa học, bởi vì chúng ta chủ yếu là kích rễ và bón những cái loại phân đâm chồi đẩy tược. Cho nên là cái bộ ba này là chúng ta xài được trọn năm luôn nha. Nó không phải trong một thời điểm mà chúng ta xài trọn năm nha cả nhà. Đó, cái thành phần thứ, cái combo, cái bịch thứ hai đó chính là cái siêu hấp thụ biến vàng thành xanh nha. Đó, đây, đâm chồi đẻ nhánh, lớn bông ha. Rồi, và đây, thêm một cái loại trong cái bộ ba nữa cả nhà. Đó, cái này cũng là phân bón vi lượng luôn. Cái này là rót ha, rót. Đây, nói chung là các cái loại mai ghép thì cả nhà lưu ý giúp em là thường chăm bón như thế nào để cho nó ra rễ cực mạnh. Thì cái cây lúc nào nếu mà có bộ rễ mạnh thì chắc chắn là cái phần đọt ở trên nó sẽ ra đâm chồi đẻ nhánh rất là mạnh luôn ha cả nhà. Đó, cái này là siêu ra rễ, siêu phục hồi nha. Đó, siêu ra rễ, siêu phục hồi những cây mai bị si nè, phục hồi những cây mai bị vàng lá nè, phục hồi những cây mai mà nó không có sức sống ha. Đây là cái loại ba, cái bộ ba ở trong cái bộ sản phẩm của bên vườn mai chích chè bông mà thường sử dụng ha. Thì cái loại này á, nó có một cái ưu điểm nữa cả nhà, nó tăng sức đề kháng, tăng sức sống, chịu các cái bệnh hại hạn hán rét lạnh, tức nghĩa là nó tạo ra cái mùn cho đất á cả nhà, thì nó ổn định cái pH ở đất á. Thì nó tạo tạo mùn cho đất thì lúc đó cái cây của chúng ta nó sẽ rất là tốt luôn ha.
đây là cái và bây giờ thì em nói về cái cách sử dụng nha cả nhà. Cách sử dụng bộ ba này ha, thì chúng ta là pha trộn ba loại với nhau nha. Ba loại với nhau thì nó sẽ có cái công dụng mạnh hơn. Còn nếu như mà ai mà một bộ ba như thế này thì 300.000 ha. Còn nếu mà ai muốn ai ngán tiền thì chúng ta cũng có thể sử dụng một loại ha. Một loại thì em vẫn tách riêng ra để gửi cho cả nhà, đó chính là 100.000 một hộp và 100.000 một bịch. Thì khi mà chúng ta nhận, nếu mà một hộp như thế này á thì bên người mua phụ em là 30 ngày tiền ship nha. Rồi đó. Rồi mà em sẽ quay lại cái cách sử dụng nha. Bây giờ trộn chung ba loại với nhau, thì nếu mà vườn nào có thể tích lớn thì chúng ta sẽ trộn chung, và ba loại này chúng ta sử dụng được trong 400 lít nước nha cả nhà. Thì bên đây là 1 kg, cái hộp này là 500 gram, là cái hộp kia một bịch, kia 1 kg, thì chúng ta pha trộn lại là pha được 400 lít nước. Và bây giờ mình cứ chia theo tỷ lệ nha. Ví dụ như là chúng ta tưới ít hơn, vườn chúng ta ít cây hơn, thì chúng ta có thể pha ví dụ như là 400 lít nước 1 kg là 400 lít nước. Vậy thì nửa ký, nửa bịch này sẽ là 200 lít nước. Và nếu như là chúng ta xài ít hơn nữa thì chúng ta cứ chia theo cái tỷ lệ ha. Chia theo cái tỷ lệ giúp em nha. Đó. Và cái loại này thì xài trọn bộ trọn năm luôn, trong vòng 1 tuần đến 10 ngày thì chúng ta sẽ tưới một lần nha. Cứ tưới trọn năm luôn nha cả nhà. Bởi vì cái cây mai xanh tốt thì phải cần cái bộ rễ mạnh thì chúng ta nó mới đâm chồi đẻ nhánh được ha. Và muốn cho một cái cây mai Tết này nó có hoa thật là đẹp thì chúng ta cũng phải chăm về cái bộ rễ và những cành nhánh của nó thật xum xuê, đúng không ạ? Và thêm ngoài những cái bộ ba này thì em có thêm một cái bộ ba nữa, đó chính là hút xịt nha cả nhà. Đây, bộ ba hút xịt thì mấy hôm nay em cũng gửi rất là nhiều khách hàng của bên vườn mai nhà em ha. Nói chung là cái phần xịt này là gồm ba loại nha. Ba loại đây cả nhà. Ba loại như thế này ha. Đó, ba loại như thế này. Thì ba loại như thế này thì chỉ giá có là 50.000 đồng thôi cả nhà. Chúng ta xịt được 16 lít nước và chúng ta pha chung ba cái loại này với nhau luôn nha cả nhà. Như vậy thì cái hiệu quả của chúng ta nó sẽ cao hơn mình khi mình xịt một loại ha. Thì thứ nhất là cái này là vọt đọt xanh lá nha. Đó, dày lá. Ví dụ như những cây mai mỏng lá nè, lá vàng nè, nó không chịu ra đọt nè, thì chúng ta sẽ sử dụng ba cái loại này. Thì cái này cũng là một cái loại biến vàng thành xanh, và một cái là siêu vi lượng ha. Nói chung là cái bộ ba này thì cả nhà nếu mà có những cái cây mai mà nó không chịu phát triển thì ngoài việc tưới thì chúng ta kèm theo cái việc xịt ha. Xịt như thế này đây nè. Cái này nó phục hồi cây suy nè, mập chồi và giúp cho bung đọt mạnh. Thì cái loại này thì ba bịch như thế này chúng ta trộn chung xịt cho 16 lít nước ha. Còn nếu mà ai có cái bình 8 lít thì chúng ta cứ chia mỗi một cái là phân nửa ha cả nhà. Xịt thì cũng là 1 tuần đến 10 ngày chúng ta xịt một lần. Và cái này nó cũng có thể pha chung với các loại thuốc sâu để cho chúng ta xịt ví dụ như tầm khoảng 1 tháng gì đó chúng ta có thể pha thuốc sâu vào xịt. Như vậy thì nó đỡ tốn công cho quý cô chú anh chị chúng ta xịt thuốc này rồi xịt thuốc sâu nữa ha. Nó chính là những cái loại dưỡng rễ và những cái loại đâm chồi đẻ nhánh. Thì bên vườn mai Chiếc Dạ Bông của em xài quanh năm trọn bộ ha. Thì bên em cũng có giao lưu phối hợp với ngay chỗ cửa hàng anh Ngọc để giao lưu với quý cô chú anh chị. Nếu mà ai thích thì xin hãy liên hệ bên vườn mai nhà em. Một bộ combo là tưới là 300.000, còn cái combo xịt là 50.000, nhưng mà cái này là 4 bộ trở lên em mới ship nha, và sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Rồi, nếu mà ai có cần về nhu cầu về cái dưỡng rễ đâm chồi đẻ nhánh biến vàng thành xanh thì xin hãy liên hệ bên vườn mai Chiếc Dạ Bông nha, qua số điện thoại là 0397142252 và hoặc số điện thoại là 0947873959. Cả nhà ơi thì xin hãy đăng ký kênh để cập nhật nhiều cái video những cái giống mai mới bên vườn mai và nhà em. Và trong cái thời gian mùa mưa tới rồi thì cũng có thể là dịch bệnh, thì chúng em sẽ cố gắng cập nhật những cái video mới để hướng dẫn chia sẻ những cái kinh nghiệm tại vườn nhà em về cái cách phòng ngừa bệnh như thế nào nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến phần mai của Chiếc Dạ Bông ạ. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.